Trong đó xứ sở sơn trà các bác, sơn trà nhiều kinh khủng, nhiều coi đẹp mắc hồn. Ở đây nữa u cục kính thưa sơn trà luôn, có coi gì khác hết. Sơn trà và sơn tư, wow, sơn trà không có coi gì khác cả. Sơn trà u cục u hồn đẹp mắc hồn hết rồi. Trách nữa, khu là trách với sơn trà trầm, ui hồ kinh khủng tư dúi, đồng dúi nhiều vậy tư, ui dúi nhỏ nhỏ nhiều quá. Ui coi nhiều coi đẹp kinh khủng nha, bự không đào nóng quá o luôn. Ừ, đi xuống vừa mới gặp được một em hải châu này, em này có đường thân không hay nha, em này làm coi trực lét không hay, không là làm coi quân nhân không hay. Đó, dưới này nó thánh lên trên này, nó có cái đường cong nghẹt nghèo vào đây này. Thấy chưa, lé ở đây mọi người, còn thuộc dòng lé nhỏ nha. Đó, đang rước nụ á. Má đi tự nhiên cứu lần tao rồi gom thiệt nè. Đừng gom thiệt. Đến lại. Nhạc bét đi. Chân chốt mà đèo gốm đi. Đèo như đèo dưới chân rồi mà tan vang hết. Không còn gì hết trọi. Tan vang. Bông sai Ngọc Yên. Có gì to nhất? Lớn nữa. Lớn chỗ, lớn lúc chốt chỗ mới coi nhỏ nhỏ chứ coi to không có đâu. Đang mới coi nhỏ đó nè. À rồi mới to đi que nữa. Que nữa thì kẹp à. Có, dẫn que lên luôn rồi. Hai đứa ở lần kia coi. À hai đứa chấm dẹp. Thành công rực rỡ mọi người. Đây, rừng đắp lên lên đắp. Mới còn rưỡi đeo kêu. Con bánh. Đây mọi người, nhìn con bánh nhá. Có cái co chỗ đây hay này.
Có quá nghịch nghèo luôn. 4 năm 9 bắt người thật. Chào mọi người, phát hiện được một bể dơi chiều sung này, siêu to khổng lồ đây. Vành nó tầm khoảng 50 nha, ốc nóc một cục thiệt to này, anh như con hải yến ấy. Siêu lùng lực, chiều cao nó tầm khoảng 20, cục ốc nóc luôn. Dòng này nó cực kỳ dễ sống nha mọi người, nhánh nó bò tới đâu là bánh rễ tới đó luôn. Rồi còn nhánh nó này, phải hay yến. Rồi đây này, nhánh mà nhánh cái bò chỗ đây rễ đầm đầm đây này, bánh tới đó. Dòng này bông cực kỳ thơm nha mọi người, bông nó thơm lắm. Rồi giờ tiến hành cuộc phẫu thuật mổ hay yến, à quên mổ coi đây, coi chiều chung đây, đúng đúng không Tư, anh như cái cục con Tư đúng không, con Tư to vậy không Tư, Tư cục Tư to không vậy, mệt quá, hối mình trả lời, hối tới đâu tới rồi tới đó, rồi hối không trả lời, hối ngược lại là sao, Tư Tư bấm chiều chung, bấm sáng sung không nghe không, bấm sáng sáng sung anh sáng sung chiều sung miễn được, miễn có sung rồi được đúng không. Tất cả phải cần nhé, lánh nó già già mới có nó không có được. Để đâu cứ nói nứt là có. Coi gì giỏi chứ, nó đủ túi đủ lực. Mới ra cái bông hay lắm. Nó như khiêm. Thành công rực rỡ mọi người. Wow, vậy kinh khủng. Dòng này nó cực kỳ dễ sống nha mọi người. Sống chú Út Nghiễn. Không đèo anh. Dí vô thì không đèo. Hả? Dí vô thì không đèo chứ. Đây mọi người, hải yến phát hiện một bể hải âu siêu to khổng lồ đây. Đang trên đường về gặp một bể hải âu đây, lé nhỏ nha. Phần này cũng có đường thân collect đây. Phần này hoành có 20 hải yến. Nắm tay thứ chứ, nắm hết cái tay không? Có, 10, cỡ 18. Chắc đứa nó còn nữa chứ, nó bự à. Phần này lấy tông kèo, nó ôm. Ui, nó ăn da trong đây luôn rồi hải yến. Ăn da đó. Nó ăn da trong coi, coi gì đây, coi gai gai ra ta. Coi kiên liệu không? Vô, nó ăn chát luôn, nướng luôn mẹ đâu. Đây này. Ui giời. Ăn liền em đó. Không, nó giờ nó ép luôn, giờ chứ nó hỏi nó ra, nó không có ăn chín rồi. Vô, ăn vô trong này luôn. Muốn quá. Muốn quá. Lên lúc con trời. Đây mọi người, lé nó ra nha. Lé tròn, lé nhỏ tròn. Vô, lé quá đẹp nha. Còn như cái bát luôn. Sợ hải yến đang khai khóe đây. Mọi người. Coi lá mày lá gì vậy? Coi đây lá nhỏ chứ lá gì? Lá nhỏ dài dài. Ôi mưa, cái bể nó bự lắm mà nó bị mục lúa mất rồi. Bị tàn phá nó. Đây này. Quành nó tầm phải 6-70 không biết đâu. Mình mọc mắt một phía đâu. Còn mắt có một phía đây. Đây. Phía là nứt lên thằng một thằng này. Thằng này bị mọc luôn. Đấy mà trái một phía. Đây, đấy bự. Quần nó phải 8-90 không biết đâu. Leo rồi mọi người, leo ngọn nó này, coi leo ngọn nó, leo ngọn nhỏ lắm.
Bấm ngồi lá cũng được. Để nó đây, để nhỏ dài đây mọi người, bực trà bé luôn nha. Đây lá dưới gốc nó rập trong mát, nó hoàn toàn chút trên lá nhỏ. Wow, rễ chuột to, không phải chuột, rễ nó đi ngang to như cái bắp đùi. Coi đây là bán sống bán chết rồi thầy, nửa sống nửa chết rồi. Ui, cực kỳ đẹp, lụa bị mục, còn ăn nữa, bán sống bán chết. Môi mà nó gì có môi xuống thử ra lấy quyền cục nào hả, để này mình đâu phải thói được. Có răng to rồi đấy mà có đứa đấy nha. Còn một cái rễ siêu to nữa. Dính nữa đi. Dính nữa đi Út Nghĩa. Chắc cái chê là bó. Còn lại đúng không?